tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh nhan sắc vạn người mê của tân hoa hậu thế giới Tony Anxing đến từ Jamaica. Vào tối ngày 14 tháng 12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã chính thức diễn ra. Vượt qua hàng trăm ứng viên xuất sắc đến từ nhiều quốc gia trên khắp hành tinh, Tony Anxing, đại diện Jamaica đã đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện danh giá. Chiến thắng lần này của cô đã giúp Jamaica tiếp tục giữ vững phong độ trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Là một trong những hoa hậu Jamaica sở hữu nhan sắc và vóc dáng hoàn hảo, ngay từ thời điểm đăng quang tại quê nhà để giành quyền đại diện, cô đã được fan quốc tế và các chuyên trang nhan sắc đánh giá cao. Tân hoa hậu năm nay 23 tuổi, hiện vừa tốt nghiệp Đại học Florida chuyên ngành tâm lý học và nghiên cứu phụ nữ. Sau đó, cô nàng tiếp tục đăng ký học tại trường Y, tham gia Miss World 2019 với mục đích nâng cao hình ảnh bản thân để tiếng nói có sức lan tỏa hơn. Người đẹp đã nỗ lực tỏa sáng xuyên suốt hành trình. Nhờ kinh nghiệm sân khấu và kỹ năng trình diễn tốt, Tony Anxing đã khiến khán giả quốc tế không thể rời mắt khỏi các phần thi. Đại diện Jamaica mang vẻ đẹp đặc sắc, sắc sảo với sống mũi cao cùng đôi mắt to, sâu hút hồn. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu tài năng âm nhạc và giọng hát đầy nội lực, tình cảm. Không chỉ ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trí tuệ, cô còn là một cô gái vô cùng quyến rũ và nóng bỏng. Với chỉ số hình thể cực chuẩn, thân hoa hậu trông vô cùng khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, người đẹp cũng sở hữu gu ăn mặc thời thượng, hợp xu hướng. Đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019, Tony Anxing sẽ có thời gian 1 năm đương nhiệm cùng với Miss World Chu Du Thế giới và thực hiện các dự án vì cộng đồng nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa và tích cực. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.